Rồi chào anh em nha, hôm nay 15 tháng 3 năm 2021, shop phụ tùng xe máy thắng mình mới về được một bộ lửa cúp 84 FTSA, hàng zin tháo xe cực đẹp. Thì giá cho bộ lửa 84 FTSA có thớt này, shop phụ tùng xe máy thắng mình bán là 1.600.000 một bộ ha. Tình trạng là nguyên zin, lửa zin, cuộn đèn cuộn lửa nguyên zin, đúng hàng zin tháo xe ha. Bây giờ anh quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Rồi đầu tiên là cái hoa lan, tăng cỏ ngon lành. Hoa lan len ken xe ben ha, 84 có thớt FTSA, giá là 1.600.000 cho bộ này nha. Rồi bây giờ anh quay cho anh em cái cuộn lửa. Các bạn ơi, alo. Rồi đây là cái cuộn lửa nha, cuộn lửa là cuộn đèn nguyên zin, cuộn đèn cuộn lửa nguyên zin, chưa vệ sinh, đúng hàng zin tháo xe đẹp ha, chắc cắm còn đầy đủ này nè nha. Giá cho 1.600.000 cho bộ lửa này, tình trạng bán là bao zin 100%, chưa đụng chạm. Anh em nào có nhu cầu liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332 để sở hữu được cái bộ lửa 84 FTSA này nha.